Alo, xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày Valentine, đáng lẽ mình cũng dẫn vợ đi ra ngoài ăn để đổi không khí. Nhưng mà mấy hôm trước nghe bà xã nói, ồ em thèm ăn lẩu quá anh ơi. Nhưng mà mình cũng làm thinh, mình cũng không nói gì hết. Tại mình biết là một hai bữa nó tới cái ngày Valentine rồi. Cho nên mình cũng làm cái impression cho bà xã. Cho nên nay mình làm món lẩu. À, trước nữa mời vợ ăn cho nó đỡ thèm, sau nữa thì anh cũng có chút quà tặng đó. Cái này yêu rất của anh nha, có chút quà tặng tặng vợ trong cái ngày Valentine. Bây giờ phải mắc mọi người. À, đây là của ít lòng nhiều đó, thì ngày Valentine thì anh mua của người Wow. ta là có vàng, nhưng mà anh thôi giờ muốn bạc đi hả. Muốn bạc anh tặng vợ Sao đẹp dữ vậy? thì đó, yêu và rách sùng thì nó phải vậy thôi đó. Thâu chồng đeo cho vợ nha, người ta là tình nhân, nhưng mà bây giờ mình là tình nhân đã qua rồi, bây giờ tình nhận đi. Wow, ôi thôi về cả đeo sao nó khó vậy. Cậu thấy Ồ, vô được rồi. không? Vô được rồi. Tại vì Mận thấy ông lục đục vô bếp á, Mận xuống Mận nói là có làm gì đi em phụ. Ông đuổi Mận lên, ông nói cứ lên giường nằm chơi đi em, coi phim coi làm gì làm đi. Thì ông không cho Mận phụ mà cũng không cho Mận lên phòng khách. Thì khi mà Mận ông kêu ra thì Mận lên, Mận thấy là Mận biết là ăn lẩu rồi, nhưng mà không có nghĩ là ông sẽ chuẩn bị mua tặng cho sợi dây chuyền cũng như là cái món ăn mà Mận thèm mấy ngày hôm nay rồi. Cảm ơn sẽ nhiều nha. Không có chi, không có chi. Đây khuyên khuyên với cả nhà cái sợi chuyền. Em cũng có sợ rồi mà. Có rồi, nhưng mà có thêm là tốt hơn, để có đi đâu rồi thay đổi. Thấy không? Thôi nói chung mà nói thì nói vậy chứ rất là mừng cả nhà, tại vì mọi năm trước á, là ông xã Mận ổng toàn tặng cho Mận tiền thôi, ổng nói muốn mua gì mua, muốn làm gì làm. Nhưng mà năm này không biết ai ai xúi 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 dại xúi bậy Hôm suối lâu lâu có làm cái lại cái mới thay đổi chút xíu rồi thôi. Bây giờ thì ăn vợ. em chọc giỡn á. Ông xã Mận nói thẳng ra là ông không có kiểu như gì quên rồi ta. Ông với Mận giống như kiểu là sống cuộc sống nó thực tế đó, nó không có màu mè hay là nó cũng không có cái gì anh. Đó, nói đi nói lại không bằng bao nhiêu thôi. Hôm nay là ba sẽ lên tạc thôi, vô một cái gì vậy, vô cho nó lỏ, vô mời mọi người nha. Kiểu như bây giờ Mận nhớ rồi, kiểu như là không có lãng mạn á, nhưng mà hôm nay ổng đúng là lãng mạn luôn á. Được không vậy? Ok, thôi bây giờ cũng sôi rồi, hai đứa mình ăn đi. giờ Bao đâu luôn? giờ đâu còn hai đứa mình nữa đâu, giờ là tao bốn mình À, nữa. sao không bốn mất Ai nữa em, để em chứng minh là bây giờ không có phải là hai mình nữa mà là bốn mình. Ai đứa đâu chạy đi đây, bây giờ là bốn mình chứ không còn hai hai mình nữa cả nhà. Hai đứa con nãy giờ làm gì vậy? Trời, biết đâu anh lại với có duyên có phim hả? hả? Y ra ăn con Trời, rồi xin con. chào anh mẹ đu đu kính thưa các bé hàng. À, hai đứa giờ có muốn ăn không? Chung được ăn. Ồ giỏi vậy. Thôi sao không ăn chung với ba mẹ à? thôi bữa nay dành cho riêng cho ba mẹ, Ok, giỏi quá, gái của ba giỏi quá. Dành riêng cho ba mẹ, có không gian riêng. Hai đứa vô coi phim anh, chút nữa mấy mẹ để dành cho ra. Khi khép cửa Cheers. lại. Cheers. Wow, Ok, rồi bây giờ tôm đồ thì cũng có nằm ở trong này, cá cũng có nằm trong này, bò cũng có nằm từ từ nhúng. Ăn tới thì đâu bây giờ em nhúng. ăn tới đâu em bỏ đó, em thích món gì thì em ăn món đấy. Chơi ra nhà hàng thì không có cái món lẩu này, món lẩu này thì chỉ có ở Việt Nam với ở ấm cúng trong gia đình thôi, chứ ra quán quán tàu thì không có mấy cái này. Ở chỗ mình sống đó, họ không có bán lẩu đồ gì, cả nhà chỉ bán đồ ăn buffet. Chồng bữa nay có giấy hồng nữa nè ông xã.
Ủa anh, em nhớ cái giấy này sinh nhật của con mà. Ôi, sinh nhật của con bây giờ lấy là mà lên tinh thần không được. Thôi lấy màu hồng để cho cuộc sống nó tươi hồng hả? Thôi anh. Này coi nhà lá vườn giờ là quá ngon quá. Bây giờ cá chín chưa anh? Cá thì chưa, tôm thì được rồi. Nhưng mà em phải chờ cái món cá chín chín cái đã. Đây bò có đâu nè. Bò là chín rồi, ok. Đây, cho vợ miếng bò trước đi. Ăn xong rồi bò lơ bò lết. Ăn bò lết. Trời ơi, lãng mạn quá, lãng mạn quá. Thôi mời cả nhà dùng bữa với hai vợ chồng ăn nha. Bò mình ngon. Ngon. Bên này người ta nói ước gì có nấy nè cả nhà. Mặn ước mấy ngày rồi đó. Mặn nói trời sao tự nhiên thèm. Thèm lẩu quá, thèm lẩu. Mà không nghe ông xã đá động nói gì hết. Thôi mặn cũng im luôn. Tại vì nói chung vợ chồng cũng đi làm cả ngày hoàn hoạt á, cho nên cũng không có thời gian. À, hôm nay ổng làm cho cái nồi lẩu đặc biệt quá mà cũng ngạc nhiên nữa cả nhà. Đây bây giờ em ăn bò, thôi thử thức chanh tôm đi, thì mỗi cái tôm. Ok. Ăn đi. Thôi giỡn được rồi nha. Tiếp đãi lễ tình nhân giỡn là quá đủ. Ông chúc chị em phụ nữ phương xa. À quên đi, vợ nhắc là nhớ. Thôi bây giờ mình cùng thay các những cặp tình nhân, thay các những ông à. Những anh chàng trai trẻ mới lớn lên thì thôi thay mặt thì chúc các chị em phụ nữ, các chị em gái lễ ai có đã có người yêu rồi chúc cái lễ này được vui vẻ và được hạnh phúc. Còn những người có gia đình thì sao? Chúc phải chúc có gia đình nữa chứ. Những người có gia đình cũng vậy chứ, cũng vui vẻ hạnh phúc là ok hết rồi. Nước ngon này. Tặng anh một miếng cá. Và cá thì không thở nào mà thiếu nước. Dạng đây thăm thấp xuống anh. Wow, cá phải bơi với nước hả? Cá thì không thở nào mà thiếu nước, cho nên là em cho anh thêm miếng nước. Ok, đang chờ vợ. Cá mà gặp nước á thì nó cá mới sống thôi. Cá mới sống thôi. Cá nó không mạnh khỏe, cho nên là em cũng mong anh mạnh khỏe, vui vẻ. À, sống lâu với vợ con rồi có cuộc sống bình yên, đó là điều mà em mơ ước. Đâu mà nói, mà nói chân thật chứ không phải chân giả nha cả nhà. Giờ vợ cảm ơn vợ rồi. Bây giờ chẳng hạn như cá nó nằm ở trong nồi này rồi, nó cặp nước rồi nó làm sao vợ? Thì nó mát. Ông này ông hỏi tết vậy, ông hỏi mấy cái câu lắc lẻo rồi. Cá vô nồi thì nó chết thôi chứ giờ làm sao. Nhưng mà anh thấy cá ở ngoài sông ngoài hồ không? Nước hồ á. Cá ngoài sông ngoài hồ thì gặp nước thì phải sống thôi chứ. Không, hôm nay mặn tay vui. Ngon, đã. Vui trong lòng mà ưng cái bụng nữa. Ưng cái bụng là có sợi dây bạc. Dây bạc dành dụm bao lâu rồi vợ? Nếu mà lãng mạn nữa có coi điện coi gì rồi. Nhưng mà cũng hôm nay xui, mọi bữa là giờ này đã tối rồi nhưng mà tại sao hôm nay có ánh nắng cho con nó tối cũng đỡ có cái đèn cày. Rồi tắt đèn mờ mờ không như là giống như là hội ngộ lại con, như là gửi hâm nắm lại để tình nhân. Tức là hâm nắm lại đã bao nhiêu ngày mà nguội lạnh nữa. Thôi nguội vô con cá cho nó nắm thôi. Vô cả nhà, vô. Hôm nay anh lãng mạn quá, hồi giờ em mới biết á. Hồi giờ em đâu biết anh lãng mạn gì. Từ lúc quen ổng cho đến khi lấy ổng rất là thực tế lắm cả nhà. Ăn là ăn mà đi là đi mà ngủ là ngủ mà làm gì làm vậy thôi chứ không có lãng mạn, không có gì hết đó. Mà lấy ổng, cưới ổng rồi có hai mặt con. Hôm nay là cái ngày mà lãng mạn nhất từ trước đến giờ, từ lúc quen ổng cho đến khi lấy ổng luôn á. Mặn nói thật luôn á. Cho miếng rau xanh. Thôi ăn bây giờ. Lãng mạn giờ đủ rồi ha. Hào lãng mạn nhiều hào lắm mọi người.
đừng nói sự chiều nay dành dành từ bấy lâu nay lâu năm rồi nha. Giờ anh tặng kim cương à, học số học vàng á, tiêu nó vàng quá, giờ tặng bạc đồ nó mới có chiều hướng đi kiểu khác vậy. Bạc đâu mà tới vàng không? Người ta nói là kim cương hộp tròn á, là nó cũng màu bạc cũng màu trắng, thì bây giờ tặng vàng mà nó bị lò quá, thôi tặng bạc đi, người ta giờ xài bạc rồi. Không phải là bạc mà bạc bạch kim, thì bạc, giờ bạc bạch kim không, bạc nó rẻ tiền hơn, bạc kim nó mắc hơn, nó bạc kim mắc không dạng anh, mà bạc kim đeo nó đẹp hơn, nó lóng lánh nó ông ánh ông mắt. Anh coi từng đó nó cao ánh không? Có, quá ông ánh luôn á. Mà sao thấy nặng cổ. Mà sao cũng đúng lúc bữa nay mặn mặc cái áo cổ trắng nữa chứ. Trời ơi sao mà nó phù hợp ghê. Cái này là vô tình nha cả nhà, chứ mặn không có cố ý mà mặc áo trong trống cổ. Tại vì cả nhà xem những cái clip của mặn, hầu như mặn hay mặc trống cổ, ít khi mà mặc có cổ lắm. Tại vì mặn mặc có cổ mặn thấy nó vướng, khó chịu lắm. Trống cổ thấy nó thoải mái nha cả nhà. Lấy gì cũng lấy không? Bỏ nó vô vợ. Bỏ cái này vô nè. Cái này là cái nấm kim chi mà. Ăn lẩu mà có cái nấm này thì thôi chứ. Được không? Từ từ. Được, từ từ cứ. Bỏ rau vô hèm. À cái này nè. Cải. Cải đây là cải của Tây, không phải cải của Việt Nam. Cải đây cải ngọt ha. Cái tiếng tàu gọi là bạc choi. Bạc choi. Nhưng bữa nay ông xã mặn nó tiếng tàu luôn. Hành ăn đây, ăn cho nó sung. Thơm ngon quá anh. Thơm ngon. Ngọt tươi không? Tôm đây mà mua ở Đông Đá nha. Mình bỏ tủ Đông Đá lâu rồi. Chắc mình thanh máy rồi. Nhưng mà nó vẫn còn tươi ngon. Bún nè anh. Mua trúng cái đợt nó tươi. Mà cũng mới. Mới về hả? Đây, giờ tìm giờ ăn nha. Ăn nhiều dạ. Nhiều nha. Rồi em ăn cho nó đã. Anh ngồi anh ngó đi. Cá vô duyên giống mặn. Giờ dành ăn chồng á, ngồi ngó đâu được rồi chứ. Uống bò nè. Nãy giờ vui quá quên. Từ từ. Từ từ rồi nó sẽ nhừ hết. Có chén nè, chén mắm mặn nè. Ớt quá ngon luôn. Anh có bỏ tí xíu bột ngọt vô. Anh chỉ có chút có gì. Có chút ăn mới ngon. Này ở nhà, nếu mà ngoái ngày lễ này thì lễ này là lễ tượng trưng, để lễ để tưởng nhớ thôi, chứ không phải là ngày lễ này mà để nghỉ làm rồi gì nha mọi người. Nữa đây là lễ tượng trưng để nhớ cho những cặp tình nhân. Ủa, giờ lễ này đầu sắp sửa tới lễ mùng 8 tháng 3 nữa chứ. Tớ cùng đỡ con nữ cùng lên. Rồi lễ 18 tháng 3 rồi tớ lễ lễ của mẹ nữa chứ. Wow. Nhiều lễ quá. Một năm có nhiều lễ mà. Nước này anh ăn với bún nó ngọt nó ngon ghê á. Quá đã chứ còn gì nữa. Cái này là em
anh không cho em đụng vô thì em ăn cảm thấy nó ngon. Ủa chứ bộ anh ăn ngon à? Ăn ngon chứ. Anh này dĩ nhiên lúc nào cũng ngon rồi. Được vợ con mà ăn ngon thì ăn ngon rồi. Đó. Nóng, cái nắng mắt nó nóng đã luôn. Cái nắng nó giòn sọt sọt đó cả nhà. Đừng để nó mới vừa chín tới nè, đừng để nó mỏi cái nấm này, để nó chín quá nè, không ngon đâu, nó mềm ăn nó ngon. Nấm này thì nhúng vô thôi. Nấm này nó giống như giá vậy, nó nhanh chín chín nó xào, không ngon. Nắng nó trộn vô mặt anh á, nó trộn vô mặt trắng bạch luôn à. Nhích nhích qua đây không, nắng nó chói quá, ăn khó ăn. Chói. Được không anh? Được rồi, ok. Vô gà vậy? Vô. Em bò em nhúng em tự ăn là tự nhúng nha. Đây nè, bò em nhúng em bỏ ở đây nè. Để dở nó dai quá. Đỡ hơn lâu rồi. Nhúng vô ăn liền thì nó đỡ hơn. Bò nhúng vô bò vừa chín tới thôi nha, để dở nó dai. Nhúng vô dai. Hồi nãy mà nhúng sơ sơ ăn thì nó mềm. Ăn xong chút hai nhỏ. Hai nhỏ ăn nói là thích ăn miếng tôm. Còn lớn thì thích ăn miếng bò, nhỏ thích ăn tôm. Vô bò. Còn miếng cá đúng không? Cứ từ từ. Cá thì cá là người dai, thịt nó dai. Này ở Việt Nam á, cũng cặp đi giờ này ngồi cặp kia nó quay cặp nọ nó quay cặp thôi, bây giờ không bên này có cặp tao giờ chồng nó quay nó lại cái vui đó. Nó năm ngày 24 tiếng đồng hồ, 5 360 ngày phải không ta? Nó bao nhiêu năm rồi anh cũng phải ngó cả đời nữa. Nguyễn nói ăn một chút mà thấy no được. Ăn lẩu cả nhà ăn mình thấy đói thấy thèm vậy, chứ mà ăn liền một chút cái thấy nó no. Ăn thì nhậu, lâu lâu cũng nhậu một lần. Nãy giờ ông trả mặn cứ từ vô miết là vô uống này miết chắc xỉn quá. Mặn ông có uống bia rượu. Wow, đã. Nhâm nhâm tí tí cho vui thôi. Nhưng mà nãy giờ ông xã, ông không biết có ý đồ gì đây mà cứ nãy giờ ông cứ vô, ông cứ bắt mình nhâm nhâm. Hôm nay là ngày lễ tình nhân là phải uống, phải ăn, phải uống. Cái lễ tình nhân không ăn uống là đâu có lễ tình nhân chứ. Thì thôi cả nhà, thì hai vợ chồng mặn cũng đã ăn xong và cái bữa tình nhân của hai vợ chồng mặn cũng đã kết thúc. Thì thôi mình cũng cảm ơn cả nhà đã xem cũng như ủng hộ cái kênh YouTuber của gia đình Mặn, và đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm like chia sẻ ủng hộ những cái video tiếp theo của gia đình Mặn nữa nha. Bye bye. Bye bye. Ok, các chị em vui vẻ và hạnh phúc nha.